Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ngày hôm nay, Sammy à, tôi mới vừa nhận nuôi một em bé rất là dễ thương. Bạn có tin không? Cái gì? Trời ơi, dễ thương vậy? Nhận nuôi hả? Đúng trời vậy, tôi mới vừa nhận nuôi một em bé. Đây, bà nhìn ở trên màn hình nè. Đêm thứ nhất, người giữ trẻ là tôi đó. Đi ngủ thôi. Ok, tôi đang cảm thấy buồn ngủ. Sao hiểu không? Tôi đang muốn đi ngủ đó. Okay. Và sau đó, em bé kiểu nuôi nghỉ vậy à. Thấy nó hơi sai sai ta. Bình thường là em bé nói chuyện nghe phải dễ thương chứ nhờ. Sao em bé này nói nghe có hơi đáng sợ sao? Ở chạy để mình vô xem thử coi. Em bé mình biết nói chuyện nghe em bé chứ nó heo chứ nó chuyện gì trời. Đây, xin giới thiệu Sammy, đây chính là em bé của chúng ta. Ồ, đây là em bé hả? Em bé màu vàng nữa mà, áo vàng nè, trời ơi. Ồ, sao em bé này nha, tôi nhìn á được cái là nó có nét rất là giống Sammy nha các bạn, biết sao không? Đôi mắt to tròn nè đó. Đôi mắt này là cái đôi mắt mà nó đang gọi là trợn mắt lên, bạn hiểu không? Đây là ánh mắt mà mỗi lần mà tiền lương của tôi mỗi lần về á mà Sammy kiểu lương đâu? Tiền lương đâu? Đó, Sammy sẽ kiểu vậy, các bạn hiểu không? Đó. Không, đây là giống Mr. Dịch. Trời ơi, áo vàng là Mr. Dịch. Mình đâu, áo vàng này làm gì Mr. Dịch? Áo vàng này là Sammy. Mr. Dịch đúng không? Rồi, để mình xem coi đêm thứ nhất chúng ta phải làm gì đây. Đêm thứ nhất là hãy cho em bé ăn. Rồi. Lấy bình sữa từ tủ lạnh. Ok, qua đây lấy bình sữa vậy. Đây nhà bếp đúng không? Đây. Để xem coi ông có làm cha tốt không nè. Tôi là một người mẹ rất là thục nữ rồi. Để coi ông làm sao. Hình như là Sammy cũng mới chơi game này đúng không? Thế sao? Bây giờ để xem coi ông làm được gì không? Đây, tôi mới cho em bé uống sữa xong rồi nè. Bây giờ hãy đưa em bé đi thay tả hả? Ok rồi, cầm em bé đi thay tả nè. Thay tả đâu ta? Trong nhà bếp hả? Ông Thùng à, vô nhà bếp thay đồ. Thay bằng cái gì? Trời ơi. Cái gì vậy? Giỡn. Một người cha không tốt rồi đó. Đây, từ từ, để tôi xem coi. Mình vô trong nhà vệ sinh rồi. Mình để em bé ở đâu đây? Để ở đây hả? Ủa không phải? Để đâu? Đây là chỗ đi vệ sinh. Trời ơi. Để đâu? À đây đây đây, khăn tắm đây. Ok, khay thảm nè. Rồi ok. Bây giờ qua bên đây, lấy một cái tả. Ok. Ủa gì vậy? Ủa? Em bé đâu rồi? Ủa sao tôi mới để em bé đây mà? Trời, xong nó chui vô bồn cầu rồi. Trời, nó chui vô bồn cầu rồi. Chui em bé em. Ơi. Em bé. Ủa đâu ông rồi? Ông nghĩ sao vậy? Ông tìm xung quanh coi. Ôi trời, xả nước luôn kìa. Ủa gì kỳ đây? Em bé ơi, tả nè em bé ơi. Em bé. À, ồ, đây 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 em bé đây. Trời ơi, tôi cứ tưởng em bé đi đâu mấy ông ơi. Gì đâu mà kỳ cục quá, để cho em bé đi lung tung lang thang. Đâu, cái này là em bé nó tự bò đi, tôi có biết đâu. Sammy nói vậy em mất quan điểm phải không? Đây, từ lấy cái tả nè. Tôi làm mẹ hơi bị hay. Rồi, thay tả cho em bé nè, đó thấy không? Em bé cười. Trời, cười dễ thương kìa. Ok rồi, đem em bé đi. Bây giờ mình sẽ làm như thế này. Cho em bé lên giường ngủ hả? Đi ngủ. Okay. Ăn xong rồi thay tả xong rồi ị no bụng rồi à, không nhầm, ăn no bụng rồi ị xong rồi bây giờ đi ngủ. Thì giống ông thấy khác gì ông ăn rồi đi ngủ không à? Ơi. Tôi thấy là bà nói xấu tôi hơi nhiều nha Sam ơi. Tìm chuyện và ngồi xuống hả? Ok, là mình lấy tìm chuyện mình ngồi xuống đọc cho em bé nghe đúng không? Ok, ngồi xuống nè. Ngồi không? Ok, ngồi. Đây. Rồi, đọc đi. Câu chuyện mang tên Hoàng tử và con mèo. Ok, câu chuyện đầu tiên của chúng ta. Bên kia bờ sông, vùng đất xa xôi, ánh sao tối trên đỉnh đầu, hoàng tử đang say giấc nồng cho đến khi một con mèo nhảy lên giường. Từ đó có món mèo nướng. À không, nhầm. Kỳ vậy, đọc cái chuyện gì xuống ra đồ ăn vậy? Thôi thôi, đang đói bụng. Rồi, con mèo nhảy lên giường nè. Bọn họ đi ra ngoài công viên. Đó, sống đầu ra ngoài công viên, sống đầu hoàng tử hái hoa gọi là đánh con mèo. Ừ đó vậy đi rồi hết chuyện rồi đó, xong vậy cho nhanh vậy. Ngủ rồi nè. Ủa, dễ quá ta. Thấy tươi ghê không? Mới đọc chuyện có xíu em bé ngủ luôn bạn ơi. Rồi ok, bây không, giờ không là đọc chán quá em bé ngủ đó. Trời ơi. Ôi, người ta phải đọc hay em bé mới ngủ chứ. Sammy nói kỳ. Bây giờ mình sẽ xuống dưới nè. Mình ngồi coi TV. Đó, từ nãy giờ mình chăm em bé mệt rồi, mình sẽ ngồi coi TV. Ủa, có con gì đây? Con TV. Linh hồn bị đứa bé áo vàng bắt đã được giải thoát. Ủa cái gì vậy? Ủa, là sao? Ủa, hình như là mình phải đi thu thập mấy con mèo nè Sam ơi. Làm gì? Tôi không biết nhưng mà khoan, từ trước tiên chúng ta cứ ngồi lên sofa xem phim đi. Đi ngủ đi. Okay. Đi xem bà xem phim. Rồi bây giờ mình xem phim, mình coi kênh nào đây. Mở ra kênh của chị Sammy xem đi. Ủa gì vậy? Em bé khóc. Từ. Không làm gì đây? Thì em bé khóc thì mình chạy lên chứ mình gọi là. Ủa cái cửa. Ủa tiếng cửa mở đâu vậy? Ủa mấy giặt có em bé ở đây không? Quên em bé trong kia, em bé kia. Em bé bên này, quên. Mà em quên nhanh như vậy. Ôi em bé. Khoan. Ủa?
bé rồi? Ủa sao mới bé rồi? Rồi nhà này em bé này nó không đi bình thường các bạn. Em bé nhà này teleport đi, không bay trên không trung không. Em bé này giống kiểu Slenderman dịch chuyển người ta. Em bé nào? Mạnh. Ủa, mình. Ở đây nè, đây nè. Ôi trời thua nha, trời ơi, em bé nhìn mặt miếu y hệt như chị Sammy luôn. Ừ. Chưa gì em tôi miếu nhìn đâu vậy đâu, tôi miếu nè. Vậy sao? Rồi đưa em bé lên giường ngủ nè. Em miếu xong đó. Rồi để em bé giường ngủ nè. Ôi nín nha. Ủa sao nó hả miệng vậy Sam? Nó muốn ăn nha đúng không? Ăn hả? Không phải vậy, coi coi. Đặt đúng thú bông vào củi hả? Hình như nó đang cần một con gấu bông để nó ôm ngủ hay sao á. À đây đây, có em bé nè, đó em bé Baby in yellow nè, đó đưa nè. Ui ui. Trời ơi, nó đá kìa, nó không thích kìa. Ủa nó chọi ra ta. Cái con gấu bông này nhìn giống em mà, nhìn đẹp mà đúng không con? Ôi trời trời, nó chọi. Sao nó không thích ta? Kỳ vậy? Ai biết, bây giờ ông tìm cái gì đi. Có con mèo nè, thử để thử lấy con mèo coi. Mèo. Được không? Được không? Ôi, nó cười nè. Đó, con mèo cười. À. Rồi ghét con có bông, thích con mèo. Đó. Vậy là nó không thích được. Con có bông các bạn ơi, thích con mèo. Rồi ok thôi, trả đơn okay. Mèo ngủ đi. Rồi bây giờ mình ra mình rồi. Xem cái gì? Xem tivi tiếp hả? Ủa sao mình suốt ngày xem tivi vậy ta? Thì đó, mình bây giờ cái niềm vui của mình là đi xem hoạt hình thôi, hiểu không? Bật hoạt hình lên xem. Rồi, xem tivi tiếp các bạn ơi. Đó. Đó cứ xem tivi là ngủ vậy sao ông này không có cái gì hết trơn á. Sao mà cứ vô ngồi tivi là buồn ngủ à? Cái gì đây? Đêm thứ hai, đêm hai. Em bé cười. Ui, em bé đang cười hả? Nhìn kìa, buồn cười không ạ? À? Người giữ trẻ. Đã bảo em đừng làm mà. Ủa cái gì nghe ghê quá vậy ta? Nghe, vậy nghe, có nghĩa nghe, là nghe, em bé mới vừa làm cái gì đó đáng sợ lắm á sao? Bạn hiểu không? Đúng rồi. Làm nhưng mà người giữ trẻ không cười. Ui. Thế giờ ngồi xem tivi luôn. Ui nó ngồi nó xem tivi luôn Sam ơi. Ui trời. Như người lớn vậy. Ủa có biết chương trình gì mà mở xem em? Trời đây 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 để dẫn vô bỏ gì đi? Bỏ em bé vô tủ lạnh hả? À? À, không nhầm nhầm cái gì? Lấy cái bình gì sữa. Lấy bình sữa trong tủ lạnh cho em bé uống. À nhầm nhầm nhầm. Trời ơi trời ơi trời. Nhầm, người ta nhầm mà. Đây vô đây nè. Đó, khoan từ. Hình như tôi nhớ cái hình bữa trước là hình con kiều mà đúng không? Sao giờ nó biết hình con mèo rồi? À chắc em bé mới vẽ. Ok, lấy bình sữa nè. Ủa sao cái tủ tự đóng là vậy? Ủa. Rồi, nhà ông ủa bình sữa rồi. À, thôi không ấy giờ không có bình sữa thôi cho em bé ăn tạm miếng cà chua đi ha. Ừ đem cho em bé. Trời ơi trời. Ủa, sao cửa bị đóng rồi? Ủa cửa bị khóa rồi. Ủa chuyện gì xảy ra vậy? Tìm ủa? Bình kìa, đi tìm cái bình kìa, nó nghe nhiệm vụ ông là đi tìm cái bình kìa. À là nhiệm vụ tìm bình sữa hả? Ủa khoan. À đây 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 đây. Đây rồi. Trời từ nãy giờ tôi không thấy. Đây đem mà cho em bé nè. Đây ăn nha, ăn ngoan nè, cười nè. Đó, đây rồi. Toilet. Tôi biết mà, tôi biết cái chu trình nè. À là bây giờ là cho nó ăn xong là sẽ đưa nó đi toilet đúng không? Xong đưa đi toilet xong đầu nó sẽ đi ngủ. Đi ngủ. Đó. Xong rồi nó đi ngủ xong. Ôi. Ủa gì vậy? Ủa? Ủa gì vậy? Cái tả nó mọc ra hai con mắt sao nó biết chạy sao ơi? Gì vậy? Ui. Nó mọc mắt hay nó mọc chân mà nó chạy dữ vậy? Ui chạy nhanh vậy? Rồi xong nó chạy đây nó phá. Trời nó phá. Trời ơi, trời. Trời nó chạy. Trời nó chạy nó còn lúp ở đây nè mấy bạn ơi. Ui cái con này chạy nhanh đấy. Ủa mà gì trời? Hay từ sao cái nhà nó kỳ cục vậy tiên? Bây giờ cái tả nó biết chạy nữa. Chạy ra ngoài, nó chạy ra ngoài ơi. Ui. À đây nè, nó đây đây. Trời ơi cái con này. Rồi xong. Nó nhảy một phát một tâm nó tung vô cái tường xong nó ngất xỉu rồi. Ok, ủa khoan. Vậy là bây giờ mình đeo cái tả có hai con mắt này vô cho em bé luôn hả? Mà em bé có quay được giờ nó có đi được. Đây, em bé ơi, thay tả cho em nè. Rồi, thay cười. Lại cười nha. Rồi, lại đi ngủ, cứ cười là đi ngủ à. Ui, cái gì vậy? Ủa, chuyện gì mới xảy ra vậy? Ủa, Sam ơi, bà mới thấy gì không vậy? Tôi thấy nhưng mà tôi không biết giải thích sao, hiểu không? Ủa? Không, chắc là ảo giác đó. Trời em bé tôi mới nhìn nuôi dễ thương thế này mà, đúng không? Nhìn cái đôi mắt giống Sammy lúc gọi là đang đòi tiền lương không, của tôi nè. Không, tôi nghĩ con như con tôi vậy, trời ơi. Đây, ok, lấy quyển truyện đọc cho em nghe nha. Đây, hoàng tử và con thỏ. Hoàng tử không cận và con thỏ Chiron. À, ok. Trời ơi. Đọc thử coi, câu chuyện bắt đầu như thế nào đây? Khi thỏ đến thăm, hoàng tử nói. Đến giờ làm thịt thỏ rồi. Ê, nhầm. Hoàng tử nói. Đến giờ chơi rồi. Ông đói lắm bà, sao cái gì không có suy ra đồ ăn hết trơn vậy? Nhưng đôi mắt to đỏ của chàng đã làm cho cô sợ hãi và cô không muốn ở lại, nhanh chóng tiến về lối ra. Cô thỏ nhỏ nhảy, hoàng tử chạy ngay phía sau lưng cô và hét lên, ngăn cô ấy lại. Ui, cái gì nghe ghê vậy? Ôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Đang đọc chuyện mà sao con kịp lắm? Sao lại đọc chuyện mà em bé thì nó hất tung quá vậy? Gì đây? Không thấy không? Đặt đúng thú bông vào củi hả? Đặt đúng thú bông vào củi. Đây đây con mèo. Đây đây. Này này thích mèo, này thích mèo, này thích mèo. Thú bông của em đây. Đấy. Ủa hai từ. Thấy không? Trời ơi. À hồi nãy mình là con thỏ đúng không? Vậy mình phải lấy gấu bông con thỏ cho nó. Trời ơi. Đó, gấu bông thỏ nè con ơi. Chiều chập hư luôn đó, cứ khắc hoài. Nói không? Cười. Được gấu bông thỏ là vui là cười. Đó, ok rồi, tiếp tục đọc. Vui là khói là cười. Trời ơi. Ngài đuổi theo cô ấy ngoài hành lang tối tăm. Cuộc săn đuổi vô ích, nhảy xung quanh xung quanh. Khắp nơi không gian và tầm mắt. Vẫn nhảy, ok. Hoàng tử không bắt được cô, lầm ngập chàng phẫn nộ, thỏ vượt qua, biến mất trên con đường. Hoàng tử kêu lên, ta cần thêm một người bạn mới thêm nữa, bây giờ hơn nữa, ta sẽ tìm cho con hoàng hậu an ủi con mình. Ok. Trời
ơi, chuyện nghe hiểu chứ trơn mà, nói chuyện con nít khó hiểu gì luôn hả? Chuyện con nít đọc hồi không hiểu gì luôn. Ok rồi, em bé ngủ rồi, lại ngủ nè. Rồi ra lại ra đi xem tivi nè. Ngủ ngon nha con, hung cái nè. Rồi đó, hương rồi ngủ nha. Ok đi. Bây giờ chị lại em... tiếp tục đi ra ngoài và coi tivi tiếp. Trời ơi. Giờ mà cầm một ly vậy. Khoan từ. Chưa kịp xem tivi mà có người phá đám đó rồi kìa. Có ai nhấn chuông kìa, có ai nhấn chuông kìa. Từ từ. Anh nít phá cửa chuông ra đánh á. Ai đang ở ngoài cửa vậy? Alo, có ai không? Nhìn cái lỗ có ai không? Ai không? Ai ngoài đó không? Ủa sao cái lỗ nhìn không thấy gì ta? Ủa kìa, mở cửa kìa. Rồi. Ô, một cái máy chơi game. À không phải, cái này gì, là gì đây? Gì vậy ông nội? À máy làm bánh, máy làm bánh. À, máy làm bánh đem vô đây để đây. Ủa khoan, phải để đây không? À không, để trên bàn hả? Rồi. Ok, để trên bàn. Rồi, ok. Rồi. Ủa, được cái gì rồi, đây? Rồi bây giờ xem tivi nè. Ủa Sam ơi, có cái gì đây? Trời ơi, ông hút bụi sàn nó bẩn dữ vậy? Bông gòn. Ủa? Bông gòn ai ăn vậy? Bông gòn này là cái gì? Ủa sao mở cửa được? Ai biết thôi, bây giờ đi xem tivi, thời gian đi xem tivi cho con ngủ đi trời. Đúng rồi, đúng ơi, rồi, đúng đi. Rồi. Bây giờ thời gian để cho em bé ngủ, còn mình sẽ đi xem tivi nha bạn nha. Đóng cửa lại đã. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, đi xem tivi, đi xem tivi. Ok. Rồi. Rồi, xem tivi xong ngủ tiếp rồi nha. Chắc luôn à. Ê, sao cái tivi có cái gì mà sao cứ xem tivi là ngủ ta? Không biết nữa, có mấy người ta bị cái này, người ta xem tivi ta sẽ buồn ngủ á. Ok. Rồi, đêm 3. Người giữ trẻ, ngủ ngon, mơ đẹp. Đó, à, tôi đang ngủ ngon, tôi đang mơ đẹp nha Sam. Rồi. Em bé nói, tôi sẽ cho bạn xem giấc mơ của tôi. Ui, nghe cười vậy? See my dream hả? Trời sợ vậy đây. Nghe có vẻ đáng sợ đó, ok. Rồi, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo. Ngồi lên ghế sofa xem tivi, xem quà vậy? Rồi. Từ gì đây? Em bé ở trên lầu đang khóc. Ok, ok, chạy lên lầu, chạy lên lầu. Ủa, từ nó... cái nhiệm vụ là em bé đang đi ở đâu vậy? Sao nó ghi là bé một củi là sao vậy? Đây nè. Ủa? Đó lên là... lên lầu để em bé vào củi. Ủa em bé đang ở trong củi rồi mà. Ủa? Vậy là bây giờ mình ra ngoài đóng cửa lại đúng không? Rồi ok, đóng cửa lại rồi. Bây giờ hãy đi tìm thức ăn hả? À, vậy có nghĩa là em bé chỉ khóc xíu thôi. Mình lên mình dỗ em bé, sao hiểu không? Đấy, bây giờ mình đi làm đồ ăn nè. Đây, ui cái máy nước bánh em qua mới mua đúng không? Ê, cái bánh này tôi muốn mua ngoài đời kia luôn á, tôi thích ghê luôn á. Thích hả? Để bữa nào Phong làm cho Sam ăn nha. Đây bỏ miếng phô mai vô nè. Ok. Ê, nhiều phô mai vô, nhiều phô mai. Bỏ miếng thịt dăm bông vô. Tôi là tôi ăn nhiều, tôi phải bỏ 2 miếng. À, không, bỏ phô mai vô. Bỏ 3 miếng vô. Luôn. Cho thêm tí cà chua nè, thêm tí hành tây và nấm nữa. Sam đi từ từ hiểu không? Đó, bỏ vô hết. Bỏ trứng vô được không vậy? Hả? Trứng gà? Nhét trứng. Đây, thử lấy trứng gà bỏ vô coi. Cái chẹt vô. Ui, được nè. Rồi. Được. Đây, tôi thử bỏ vô nhiều xíu. Đó, ok, đóng lại. Ê, à, quên, lấy bánh mì khác. Lớp để lên. Đúng rồi, rồi đó. Chẹt vô. Ui, thơm quá ta. Thèm quá à. Cho em bé ăn đi tên ác độc. Cái gì vậy? Cho em bé ăn. Ủa, đi tên ác độc hả? Ủa mình có làm gì đâu trời. Ủa mình đâu có làm gì đâu ta. Vậy là em bé đang bị gì hả? Thôi thôi để chạy lên cho em bé sao ơi. Ủa cửa bị khóa rồi. Ủa vậy làm gì? Ủa vậy là bây giờ ủa, mình phải lấy đồ ăn rồi cho em bé đúng không? Ok ok. Mở tủ lạnh ra nè. Ủa cái gì? Sao cái tủ lạnh nó bị dài ra vậy? Trời ừ, ơi vậy? Nguyên cái tủ lạnh to đùng để đúng hộp sữa ha. Hay thiệt. Ok đi ra ngoài, ra ngoài. Ui bụng ớt. Rồi xong. Chuyện gì nữa vậy? Ông nó bị lừa. Gì vậy? Ui cái tủ lạnh mới thành mê cung rồi. Mê cung thủ lạnh. Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai biết. À tôi nghĩ bây giờ ông phải làm gì đó. Ui. Trời ơi ông cho em bé ăn kìa. Sao em bé nó ngồi đây? Ui sao cái mặt nó giận quá vậy? Ê tôi nói thật luôn, nhìn em bé nó còn ác hơn ông nữa. Thề nhìn nó dữ luôn á. Ủa chuyện gì xảy ra vậy? Em bé ơi em bé ơi. Đừng ăn em bé. Rồi hãy đưa em bé đi thay tả. Ủa sao thay tả tiếp vậy? Ok từ để anh xíu anh đóng cửa lại nha. À không anh. Ê bây giờ cách này. Ê bây giờ. Đó đúng rồi không gì, cách hợp lý nhất là đồ ok hết chuyện. Yeah. Hết phim rồi bạn ơi. Trong bài phim kinh dị cho đi gần quăng cái thứ sợ hãi nhất ra đường. Thôi đùa ơi đùa. Ui em bé này tôi nhìn nó không đơn giản. Sam ơi sao tôi thấy màu sắc của em càng lúc nó càng đáng sợ vậy? Tôi nghĩ đây không phải là em bé đâu ông ơi. Oh my god. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó là quỷ đó. Trời ơi. Ui ui chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chạy đi ông ơi. Ôi ôi đâu. Em bé làm gì vậy? Ui ui. Ui trời ơi nó làm cái trời vậy? Ây da mấy cái đồ chơi tấn công tôi Sam ơi. Ây da. Quỷ đó ông ơi, chạy ra khỏi chỗ này đi. Bây giờ mình phải đi đâu? Ai biết ông thoát là phải đây cái cửa mở cửa ra. Cửa mở không được, cửa bị khóa rồi. Nó điều khiển cái phòng này rồi. Từ từ.
bình tĩnh, sao mới bình tĩnh giờ, mình thử chạy lên trên lầu đã. Ok, cửa bị khóa luôn rồi, cửa nào mở được, bị khóa. Ô, cửa này mở được ra. Ôi cái gì, ôi em bé ơi, trong tủ. cái gì đây, ôi cái này là cái nấm của em bé nè. Được, đem xuống cho nó ăn, cái gì ăn đi. Ui, vậy là em bé này đang bị một thế lực bóng tối gọi là điều khiển. Sam ơi, ơi tôi ngây ngây nha, em bé này giống giống như kiểu đang bị gọi là một con quỷ. Rồi sao ông bị bắt rồi? Ủa gì hả, mình đang ở đâu vậy? Hoàng tử và con cù. Ủa đừng có nói, bây giờ là em bé sẽ ngồi đọc chuyện cho mình nghe nha. Ui. Trời, coi đi kìa, nhìn kinh dị không? Đặt em bé xuống giường ngủ hả? Nó đang bay vậy, ai dám đặt luôn, ai dám đặt xuống? Ông nội, ông nội tôi không dám cầm nó luôn á, thật luôn, nó như thế này mà ai dám cầm nó trời. Ủa, bây giờ ông tới là nó cặp đầu ông á. Em bé nè. Ủa? Bỏ vô giường nè. Ủa? Trời. Ok. Đặt đúng thú bông vào củi, hoàng này tử và con cừu. Ok, con cừu đúng không? Đây, con cừu của em đây. Em ơi. Rồi, cười lên nha. Rồi, vui nha. Tìm chuyện rồi, ngồi đọc xuống. Chuyện. Vẫn ngồi đọc chuyện. Trời ơi, trong cái khung cảnh như thế này mà đọc chuyện như nó nghe đó hả? Em tôi lúc này nha, tôi phải đập cửa tôi chạy liền. Không chấp ở nhà này nữa. Chứ sao? Ok, đọc thử ơi. Cung điện lạnh lẽo, ánh trăng sáng ngời, gió không ngừng thổi. Cánh rèm tung bay, chuyện này sao giống làm thơ vậy? Hoàng tử nhỏ đang nằm trên giường dằn chọc không ngủ, chàng đành gọi mẫu hậu, xin hãy giúp con tìm một con cừu. Hoàng tử nói ta khát nên cừu đã mang nước uống tới. Hoàng tử nói ta bẩn nên cừu đã thay tả cho ta. Cái này là mình đọc nó khác xíu cho dễ hiểu nha bạn ạ. Hoàng tử nói ta mệt để tôi ru ngài ngủ. 1, 2, 3. Ủa sao nghe đáng sợ quá vậy ta. Còn nữa, hoàng tử nói trước khi ta ngủ, chàng mở to mắt đỏ và quay về phía con cừu. Hãy gặp ta trong giấc mộng và cùng ta đến hết đời. Cừu ngoan ngoãn bước ra, sự sợ hãi đã ăn mòn tâm trí của con cừu. Sao nghe ghê vậy. Ôi. Rồi xong. Rồi chị xong gì? Chị gì nó vậy? Ăn mòn tâm trí mình rồi. No, em bé ơi, anh đâu có làm gì đâu em bé ơi. Rồi xong, nó bắt mình đi đâu rồi? Oh my god! Trời ơi! Ủa chỗ này! Rồi xong. Ngủ ngon. Cái chuyện bad ending, chúng ta đã bị bắt vào giấc mơ hết. Vậy là chúng ta đã bị bắt đi rồi hả? Quá buồn cho một số phận. Nhanh vậy? Nhanh chưa? Còn nữa, bây giờ khác. Vậy là cái game này có nhiều season lắm Sam ơi. Hiện tại chúng ta chỉ mới chơi xong cái season 1 à. Chúng ta mới mở đầu thôi đúng không? Đúng rồi, hình như là còn nhiều màn khác nữa hay sao á. Đúng rồi. Ok, đây chọn chương nè. Đây còn nè. Mình mới vừa làm xong cái đêm của cừu nè. Còn đêm thỏ với là mèo nữa. Thỏ, mèo, trời ơi, ok, mới cừu okay, thôi. Ok, được rồi bạn ơi. Vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy, hai đứa mình đã nhận nuôi xong một em bé. Và nuôi em bé này phải nói là em bé này hơi bị đáng sợ luôn các bạn. Và không biết rằng là trong những phần sau thì bọn mình sẽ gặp em bé còn đáng sợ như thế nào hơn nữa đây. Sammy có muốn chơi tiếp phần sau không Sam? Tôi đủ để làm ba mẹ. Tôi không muốn làm ba mẹ đâu. Tôi muốn làm bé thôi. Thôi rồi, nếu như bạn nào muốn mình và Sammy sẽ chơi tiếp phần tiếp theo cho hết cái game này luôn á, thì bạn hãy bấm nút like cái video này. Nếu như video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ chơi tiếp phần tiếp theo nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video Baby in Yellow, em bé màu vàng lần sau. Tạm biệt. Bye bye.